Cái này cây số 7 trong cái vườn của chú Sáu này, quý anh chị. Cây này khúc dưới thì nó một cốt nhưng mà lên khoảng 3 tấc là nó 5 nhánh. 5 nhánh luôn quý chị. Giống như cây nãy mình quay đó. Đế đẹp lắm á. Cây này bộ đế cũng khá. Đo thử hoành luôn à. Rồi hoành cây này 43 đó quý chị. hai mươi bảy là đóng chuyên ngành rồi. Cành nó cỡ 20 vậy. Bữa 23 chuyên ngành nó 23 đó quý anh chị, nó lên 5 tay vậy đó. Rồi anh báo giá cái này luôn anh. Rồi cái này mình giao lưu với quý anh chị là 4 triệu. Rồi cái này là giá 4 triệu quý anh chị. Rồi mình quay cây kế tiếp là hết cái vườn 6 cây quý anh chị. Cây này cây cuối cùng trong cái vườn của chú Sáu này quý anh chị. Cây này cây phôi mới sạc, mới có nuôi lại. Cốt nó to. Cái này quý anh chị nào muốn nuôi lại thì mình sạc ra mình làm lại. Tại chuyên cành nó cũng thiếu. Cao trên 2 mét đó quý anh chị. Một cốt luôn. Đo hoành đi quan. Hoành 50 đó quý anh chị. 50. Không? 50 luôn. Rồi 50 là có chuyên cành đó quý anh chị. Mà cái đó người ta cũng sạc. Sạc quá à. Cái tay cành nó gần 30 đúng không? 31 luôn, 31 luôn. Tài cảnh lớn. Rồi báo giá cái này luôn anh. Rồi mình báo giá cái này chắc có quý chị luôn là 6 triệu nha. Rồi cái này anh Hoàng Anh báo giá là 6 triệu quý anh chị. Rồi quý anh chị nào xem được cái clip mà mình quay chỗ cái vườn mai chú Sáu đó quý anh chị, thì mình muốn giao lưu thì mình liên hệ trực tiếp với chỗ anh Hoàng Anh đó quý anh chị. Số điện thoại là mình sẽ để dưới cái phần tiêu đề quý anh chị. Rồi mình xin tạm dừng clip tại đây ạ.